Hồ Ngọc Lan Anh, hiện là giám đốc đào tạo của công ty cổ phần giáo dục và công nghệ Venus. Hôm nay tôi rất hạnh phúc khi có thể chia sẻ cho các bạn một trong những thành tựu lớn nhất của công ty chúng tôi, chính là khóa học nhân tướng học ứng dụng. Đối với khóa học này thì các bạn chỉ cần bỏ ra vài giờ thôi nhưng có thể dễ dàng tiếp thu được các kiến thức đã truyền lại từ hơn 1000 năm nay và vận dụng nó dễ dàng vào cuộc sống, bao gồm là cho chính bản thân mình. Các bạn sẽ thấu hiểu cấu trúc tâm lý của chính mình, phát hiện được điểm mạnh, điểm yếu cũng như xu hướng phát triển sự nghiệp của bản thân mình. Ngoài ra là ứng dụng trong việc giao tiếp với người ngoài. Chúng ta sẽ dễ dàng trong vòng từ 5 đến 10 giây nhận diện được tính cách, năng lực và tư duy của một người dùng trong giao tiếp có chiến thuật. Với sự nghiệp của mình thì các bạn hoàn toàn có thể chọn cho mình được công việc phù hợp, định hướng nghề nghiệp phù hợp, đồng thời là lộ trình công danh phù hợp. Và trong tình yêu thì các bạn cũng có thể ứng dụng nhân tướng học trong việc chọn lựa người yêu cho mình và hiểu được cách mình yêu như thế nào để có đời sống hôn nhân hạnh phúc hơn. Đặc biệt quan trọng nhất, các bạn sẽ hiểu rằng không cần phải phẫu thuật thẩm mỹ để các bạn vẫn có thể thay đổi được một số nét tướng và thậm chí là cả số mệnh của mình nếu các bạn cố gắng tạo ra một hành trình là hành trình chuyển tâm. Và một điều cuối cùng mà khóa học này sẽ mang lại chính là cảm giác hạnh phúc khi các bạn kết thúc mỗi bài học, ứng dụng được nhân tướng học vào trong thực tế, trong việc xem nhân tướng cho những người xung quanh, và các bạn sẽ thấy rằng wow, học nhân tướng không hề khó một chút nào. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.